Không cái gì đi cái gì đi. Đây vườn xoài mà. Thì người ta có một cây xoài cũng đủ rồi, cái vườn xoài. Đâu nữa đâu. Ở đây nè. Không ngồi bàn đầu tiên, ngồi đầu tiên á. Hả? Thấy ngồi ở đây cũng được, ngồi đâu cũng được. Bàn đầu tiên có con mương thôi, không có con sông bự thôi. Ngồi đại đây đông được rồi đây. Ngồi đây đây ngồi đại đi. Ở trong đây nè. Em cho chị nói nè. Rồi. Được bán nhà nha, được bán cái giá cao nữa. Đây, chị mua nè. Chiều nay chị mua ha. Con chị này nhớ không nhớ mở tài khoản nha, chị chuyển cho hai nha. Rồi, hôm nay chị muốn gì đây? Dạ. Hả? Dạ. 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 Phải để kiếm con gà này xuống liền á. Có mấy chị đi lắm á. Trời ơi, không xa đâu. Không có xa đâu, từ đó chạy xuống đây nhiêu nửa tiếng chứ nhiêu. Ông tiệp tiệp. Chắc gà ta. Gà ta nó dài vậy chị Ké. Gà chị đừng có giấu nha. Giấu mà đừng có đưa ta lên. Bác chồng bây giờ nó giận hỏng. Đưa mà lên YouTube đó mà. Ai, đừng có đưa. Dính rồi, dính rồi. Ai muốn về Việt Nam ăn gà xé gặp chị Té. Mà đi với mấy tụi nó ngoài mấy tụi nó già lắm. Mấy tụi nó ngày nào cũng xuống đây. Nó nói xong, không có tiền bóc tiền góp luôn, nó xuống nhà hàng đâu. Nó nói góp mệt lắm, không có ăn nửa con đâu. Cá tè. Ăn cá đấy kìa. Ăn cá nhìn thấy đẹp quá ha. Đẹp à. Bà ba bà năm. Ăn ra cuốn đi chị Chi. Rồi rồi. Thấy phụ không chị Chi á? Không mà tiếc là từ hôm nay em có hẹn, không có hẹn chứ nói không sao. Rồi cháu vô anh cháu đó. Cháu quá ngon. Dạ. Cái này là không xỉn không về nha. Rồi mà đây nè. Không có bì thì. Nhưng mà mình phải nói vậy. Mở mở lon gà lên sao? Không bắt kêu đừng uống tại chạy xe. Để lấy ba lon đi, uống uống nửa lon rồi. Ba lon đi. Ba lon. Ba lon. Cái nào cũng được. Rồi rồi rồi. Sao đâu?
bị gì sợ mấy không mà uống nửa lon không sao, uống nửa lon sao 2-3 tiếng cũng xuống à. Hai ba tiếng nó xuống à, nửa lon. Dạ bé rồi. Ở nhà bà ngoại đó. Chẳng hết vô luôn hả? Dạ chẳng hết vô luôn rồi. Đứa lớn nhất nhiều, đứa nhỏ nhất nhiều. Đứa lớn nhất 12, đứa nhỏ nhất 5 tuổi. Đây. Đây. Thằng này nó cũng ác lắm ha. Ông ngoại em ác đâu nha. Thằng khác ác nữa. Tội lỗi. Cậu lớn nhỏ nó không có nhau lớn thì tiền nhiều nữa đó. Mà đỡ cái bên bển nó học không có tốn tiền. Vậy hả? Để học mới tốn tiền. Thằng chi cường nó vui nó đẻ giả mang. Đó đem cái máy vô kìa. Cái máy có kêu ạc không anh? Rồi máy cao ok lên luôn. Rồi vô chị kéo quậy nha. Mở remix lên. Tối xỉu quá vô bụng luôn. Nè, đây có xoài nữa nè. Dạ. Chúng nó cầm nó phạt á, nó bắn bằng lái, nó bắn tiền, nó bắn. Thôi nó bắn gì bắn mình bắn tiền nó lại xong gì đâu. 8 triệu đó chị. Vợ bắt mà nhậu 8 triệu á. Tao đâu ngu tao làm cái con hủ. Đâu có đâu giờ. Này gỏi gà con nhúc rồi là gia đình. Cái lúc mà dịch bệnh nói sao? Em uống đâu sao đâu, lá ngọc chạy gì đâu. Mua ngay mẹ nhé. Qua thăm anh câu cá này, cái được cá nào? Ở đây có thể câu cá, được cá là cá nào không anh? Có được cá không? Chưa hả? Cầu hồi này có cá không nữa trời, mà từ nãy anh câu chưa được cá nào hết trơn. Ở đây có thể câu cá nè cả nhà ha. Hôm nay mưa,
tiệc này rồi cả nhà ơi, đi về. Trời đông mưa. Alo. Bye bye. Ăn uống rồi nè. Thế giờ mới nhập ở đây không bị bản quyền ha. Đó, bây giờ đã chưa? Yo 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 yo. Ở ngoài không có cái toilet nữa ngoài. Không mà bữa bữa trưa nắng vô đây cũng mát. Có đây đủ bọc máy mà. À, cái này bông giả hả? Hàng đi tưởng bông thiệt, bông cây gì ghê vậy. Rồi, tụi em chạy xe về cả nhà ơi. Trời cũng hết mưa rồi, chuẩn bị đi về là vừa. Thấy không một chút mưa tiếp á là khỏi về. Chiều nay còn quậy tăng 2 nữa. Lỡ hẹn với chị Xuân 6 giờ rồi, bây giờ phải về chuẩn bị đi tăng 2. Thank you. Thank you mọi người đã xem và ủng hộ kênh của tụi em nha. Nhớ xem video tiếp theo của Đại Gia Đình. Bye bye Đại Gia Đình. Chúc mọi người luôn vui khỏe và hạnh phúc. Bye bye.